Và đây là món gà nấu tiêu xanh. Ăn kèm thì mình sẽ ăn chung với bánh mì và bún. Nếu thích món này thì mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món gà nấu tiêu. Thì hôm nay thì do trời mưa nên nó sẽ hơi ồn một chút xíu, các bạn thông cảm nha. Về nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị là một con gà ta khoảng 1 kg. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm là cà rốt, 2 củ cà rốt, 3 củ khoai tây, một ít ngò rí để mình trang trí, khoảng 1 muỗng canh rưỡi tỏi băm. Dầu nguyên liệu không thể thiếu đó chính là tiêu xanh, sử dụng cho mình một ít tiêu xanh. Đối với món này mình nấu tiêu xanh nha các bạn. Rồi 4 trái cà chua nhỏ, một củ hành tây. Hành tây này là mình mua trong siêu thị cái loại hành tây của Ấn Độ nên nó sẽ có màu tím, nó khác với cái màu trắng của mình. Ăn kèm thì mình sẽ có bún và bánh mì. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Gà thì bây giờ mình sẽ cắt ra thành những cái miếng vừa ăn. Mình dùng kéo cắt nó lẹ hơn các bạn. Đối với cái món này thì mình nấu theo kiểu đơn giản thôi. Mình thấy có một số người còn sử dụng thêm một cái loại sốt cô đặc á. Nhưng mình thì mình nấu đơn giản. Mình cắt mình cây mình canh ngay cái khớp của nó là nó cắt rất là dễ. Sau khi cắt gà xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp sơ gia vị. Một muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng canh muối, 1 muỗng canh dầu hào. Riêng dầu hào thì mình thấy cái loại dầu hào tỏi ớt của Chinsu các bạn nó thơm hơn, tại nó có tỏi ớt trong đây á. Còn nếu như không có dầu hào tỏi ớt Chinsu thì các bạn sử dụng loại dầu hào bình thường cũng được. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên và ướp trong khoảng 15 phút. Gà mình đã trộn đều rồi, các bạn cho mình vào đây thêm một ít tiêu xanh nha. Nhưng mà mình sẽ lấy cái hộp ra. Và bây giờ mình sẽ để yên ướp nó nha. Bây giờ mình sẽ sắc rau củ. Cà rốt thì các bạn có thể là tỉa hoa hoặc là sắc tùy mình nha. Về độ dày thì khoảng gần 1 cm. Rồi, đây mình chẻ ra. Mình có thể sắc to hơn tùy mình nha. Khoai tây mình đã cắt xong rồi nè. Bây giờ tới phần hành tây. Hành tây này mình sẽ cắt như múi cao đó các bạn. Củ nó hơi to. Rồi mình lột nó ra. Lột nó ra thành miếng như thế này. Cà chua này bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái cuống và mình sẽ bằm nó ra. Các bạn lấy bỏ cái phần hột ra cho mình nha. Cà chua các bạn có thể là cắt mình cho vào máy mình xay cho nó lẹ nha. Cái này mình sử dụng máy mình xay, cho máy xay sinh tố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xào cái gà. Gà mình đã ướp được khoảng 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho một ít dầu vào chảo để mình phi tỏi cho nó vàng lên. Dầu nóng rồi mình sẽ cho tỏi vào, phi cho vàng lên. Tỏi vàng thơm rồi, giờ mình sẽ cho gà vào. Mình sẽ chiên gà cho nó rám mặt, nó hơi vàng vàng.
Dạ, của mình nó hơi săn săn lại, hơi vàng vàng một chút xíu là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho cà chua vào. Rồi giờ mình sẽ nấu thêm trong khoảng 2 phút nữa. Sau 2 phút bây giờ mình sẽ nhấc chảo xuống và mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi. Mình sẽ chuẩn bị khoảng 2,5 lít nước. Bây giờ mình sẽ nấu cho sôi lên. Nước của mình nó bắt đầu nó ấm ấm lên nè các bạn. Nó bắt đầu nó lên khói rồi. Bây giờ mình sẽ cho gà vào lúc nước còn ấm nha. Rồi mình cho lẫn cái phần nước sót của gà vào luôn. Mình thấy có một số người nấu thì người ta có cho thêm vào đây là ba tia gan nữa các bạn, để tăng cái độ béo cho nước. Bạn nào thích ba tia gan thì cho thêm vào lúc này nhé. Thì lượng ít hay nhiều gì tùy mình. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho nước sôi lên. Bây giờ nước đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho cà rốt vào nha. Mình sẽ cho cà rốt vào trước. Trong lúc nấu nếu như có bọt thì mình vớt bọt cho nó sạch nha. Hồi nãy cái lúc chiên gà nếu như mà các bạn sử dụng dầu điều á thì màu nó sẽ đẹp hơn. Có dầu điều thì mình sử dụng, còn nãy mình sử dụng loại dầu ăn bình thường. Và bây giờ mình sẽ nấu trong khoảng 10 phút. Rồi mình mới cho khoai tây vào, các bạn nhớ để cho mình là lửa vừa. Sau 10 phút bây giờ mình sẽ cho phần khoai tây vào. Tiếp đó thì mình sẽ cho phần tiêu xanh. Rồi mình sẽ tiếp tục nấu với lửa vừa từ từ, cho cà rốt và khoai tây chín. Các bạn nhớ là nếu như mà chúng ta muốn cho cái nước dùng của mình nó được trong á thì các bạn nhớ là để lửa nhỏ cho mình nha, cho nước nó sôi lăn tăn, như vậy là cái nước dùng mình nó sẽ trong hơn và thịt nó sẽ chín đều hơn. Sau khoảng 22 phút thì cà rốt và khoai tây của mình đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nêm nếm gia vị lại một lần cuối cùng nữa để bổ sung, thêm xem nó có thiếu cái gì không. Cho vào đây một muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm, cho thêm một muỗng cà phê muối ăn. Rồi như vậy là xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tím, ủa mình xin lỗi, phần hành tây. Phần hành tây thì mình sẽ cho vào cuối cùng. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp. Với cái độ nóng của nước thì nó đủ làm cho hành tây chín rồi. Rồi giờ mình sẽ múc ra tô. Cái phần mà dầu mà màu đỏ đỏ này á các bạn, là do cà chua nó giúp cho cái dầu mình nó sẽ có cái màu đỏ. Chứ mình không có sử dụng dầu điều. Có dầu điều thì các bạn sử dụng dầu điều nha. Còn phần cái lượng nước sử dụng á thì do nhà mình ăn bún á, nên mình sử dụng nước nhiều. Các bạn có thể là giảm cái lượng nước lại tùy theo các bạn nha. Mình đã múc gà gato rồi nè các bạn. Ở đây mình cũng đã chuẩn bị một chén rồi để mà hồi mình sẽ chấm chung bánh mì. Bây giờ mình sẽ thử cái phần nước súp của nó như thế nào nha. Về nước súp thì khá là vừa miệng, tùy theo gia đình mà mình các bạn nêm nếm sao cho phù hợp. Nếu như mà các bạn có nước dừa tươi đó, các bạn nấu thay nước lọc thì rất là ngon cho món này nha. Mình sẽ ăn chung với bánh mì. Thịt gà thì nó đã mềm rồi các bạn. Khoai tây và cà rốt của mình thì nó chín tới các bạn, nó không có bị nát. Nó còn nguyên miếng nhưng nó đã chín rồi. Thịt gà thì mềm. Với cái cách làm vô cùng đơn giản này, mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công. Chào tạm biệt các bạn. Nếu thích video, các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.